Dạ hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huyền Xe Cổ Sài Gòn của em nha. Một chiếc xe siêu phẩm vừa mới về tới công ty của em đùng. Đó là chiếc Toyota Fortuner, phiên bản số tự động 1 cầu màu trắng ngọc trai luôn nha các anh chị nha. Xe này thì đời 2021. Xe có biển số là ở Sài Gòn luôn, thì các anh chị nào mà ở Sài Gòn thì mình đỡ tốn 20 triệu tiền biển số các chị nha. Ô tô xe này mới chạy được có 11.000 km thôi. Dạ, và xe cũng được trang bị rất là nhiều đồ chơi nè. Bốn bánh vẫn còn theo xe và ngoài ra thì bánh sơ cua chưa hạ luôn nha các anh chị nha. Xe thì cột rất đẹp, dạ rất đẹp, rất mới luôn. Dạ, xe này được trang bị cũng nhiều đồ chơi lắm á các anh chị. Dạ, xe trang bị là camera 360 độ nè, màn hình Gotek nè, camera trước, camera sau nè, ghế da, ghế chỉnh điện, nói chung là theo xe. Thì cũng có một số và xe đã cũng khách cũng vô một số đồ ha các anh chị ha. Và ngoài ra thì xe có trang bị thêm là cốp điện nữa nha các anh chị nha. Riêng của xe sẽ không có cốp điện nhưng mà khách cũng đã đổi vào cốp điện rồi. Dạ, ô tô xe thì chạy 11.000, có phiếu bảo hành bảo dưỡng đàng hoàng cho các anh chị luôn nha. Cam kết là xe không đâm đụng ngập nước, bao các anh chị đi chết hãng luôn. Dạ, bên em thì bán xe thì các anh chị cứ yên tâm về chất lượng của xe nha. Dạ, em bán ra Bắc Trung Nam rất nhiều nơi luôn. Dạ, các anh chị đặt cọc từ xa và bay vào thôi đó các anh chị nha. Dạ, xe màu trắng thì ở trong hãng nó sẽ mắc hơn 8 triệu nha các anh chị. Nội thất còn rất là mới luôn. Đây là phần, đây là các anh chị nha. Xe được trang bị cấp điện nha. Đây, các anh chị thấy đó. Chứ xe, nếu mà xe xin của xe này sẽ không có đâu nha các anh chị nha. Nói chung Fortuner là xe gặp cao, được rất là nhiều các anh chị ưa chuộng. Ngoài chiếc Fortuner này thì em có một chiếc Fortuner số sàn nữa nha các anh chị nha, đời 2018. Và dạ, cũng trang bị cấp điện luôn. Và dạ, cũng trang bị cấp điện luôn. Và xe đó thì chạy được khoảng tầm khoảng 59.000 km, biển số cũng ở Sài Gòn luôn. Biển số cũng ở Sài Gòn luôn nha các anh chị. Đây là ốc keo cửa là còn nguyên zin nha các anh chị nha. Đây, bánh xe cua chưa hạ luôn nè các anh chị. Đó, bánh xe cua chưa hạ là dàn gầm còn rất đẹp luôn nha. Đây, các anh chị xem nè, em chỉ về dọn dẹp rửa nội thất và ngoại thất trong ngoài là xong rồi đó các anh chị, chứ không phải làm cái gì hết luôn cho xe này. Nói chung là xe này đẹp, chất xe còn rất đẹp luôn. Ghế thì ghế chỉnh điện luôn cả hai bên nha các anh chị nha. Ghế chỉnh điện cho người lái và người phụ luôn ha, ghế phụ luôn. Có camera trước luôn nha các anh chị, nhà hàng xịn luôn á. Camera 360 độ quanh xe. Em sẽ vào phần khoang lái cho các anh chị xem ha. Đây, nút đề start up, lại chỉ số trên vô lăng. Đây ha các anh chị, màn hình Gotek đó các anh chị thấy chưa, camera 360 độ quanh xe luôn. Nói chung Fortuner thì vẫn là giả gỗ các anh chị, cái nội thất nó cũng rất là ok, cũng rất là đẹp ha. Ngoài ra còn có một cái tủ lạnh nhỏ mini để ngăn mát nữa, có cruise control ha, lại chuyển số trên vô lăng. Đời 2021 cái giá tầm khoảng 1 tỷ hơn nha các anh chị nha. Khoảng 1 tỷ hơn. Xe cũng còn rất là đẹp luôn á các anh chị. Còn rất là đẹp luôn. Đây cấp điện luôn ha. Em sẽ mở cái phần khoang máy lên cho các anh chị xem ha. Cho các anh chị xem để cái phần khoang máy xem như thế nào. Cái thẻ VETC để các anh chị về, chắc các anh chị đăng ký lại giùm em nha. Chứ khách thì mất cái bát rồi. Đây là phần khoang máy nha các anh chị nha. Còn rất đẹp luôn. Nói chung là bên em cam kết là máy và hộp số là còn nguyên zin.
bao, các anh chị chỉ định hãng nào thì bên em sẽ mang vào hãng đó, hoặc là các anh chị có quen thợ thầy thì cũng có thể mang lên để kiểm tra ha, máy móc gì đó là em chấp hết. Xe rất đẹp nha các anh chị nha. Tầm giá khoảng 1 tỷ hơn thôi, tầm giá khoảng 1 tỷ hơn thôi, các anh chị đã có một chiếc xe này, một chiếc Fortuner, máy dầu số tự động một cầu nha các anh chị nha, xe một cầu nha. Phiên bản 2.4 thì chỉ có một cầu thôi. Dạ, phiên bản 2.8 thì nó mới hai cầu nha các anh chị. À, nên các anh chị nào đang có nhãi quan tâm về cái dòng xe gầm cao như thế này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0902600126 nha. À, các anh chị nha, bấm like và đăng ký kênh của em để theo dõi những video tiếp theo về những dòng xe bên em nha. Bên em có trao đổi và mua bán luôn, nên các anh chị cần tư vấn gì thì có thể liên hệ với em nhé. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.